mà lên tới đỉnh điểm nha. Tới đỉnh điểm là có nghĩa là trước khi mà là tấu hài của mình á không còn làm được nữa là không dưới 70 nhóm. 70 nhóm hài. Không dưới 70 nhóm. Cái nhóm hài trắng đen của mình thành lập từ năm nào anh? 89 lịch. Năm 1989. Ừ, 89 rồi. Hello ông thầy. Ôi ơi trời. Thời buổi giờ nghi ngờ lẫn nhau có ai dướng dịch gì không? Trời đất ơi, em mới chích Covid xong. Mà thôi mày khỏi đính chính. Nãy giờ ngồi dài có là dính rồi. Đi đâu ạ? Hôm nay em qua, trước nhất là qua thăm thầy. Sau là em quay mấy tập vlog ở trên YouTube nè. Quay gì? Em muốn nói về cái cho mọi người biết về cái quá trình mà cái bộ môn tấu hài bao nhiêu chục năm nay. Thì bây giờ em hỏi thầy là rõ nhất những cái gì mà nó là đang quay ạ? Ôi tính tao hay nói thẳng nói bậy lắm, tự nhiên đi quay cửa này mà những cái gì đã qua rồi tự nhiên hỏi lại làm chi, nó đâu có sống lại đâu mà hỏi. Không, em muốn biết là cái thời gian son á thầy. Vậy cái hả? Thời gian son của bộ môn tấu hài mình cái này nó giống như là cái vết hẹo của người ta chưa có lành hẳn á, hiểu không? Xong rồi bữa nay mày tới mày khựi ra thêm, khựi ra khựi cho vết thương nó nhầy nhụa ra cho. Hồi xưa đó em nhớ là hồi xưa là em đi coi hài rồi em còn thí dụ như mà mình còn muốn nghe được những tiếng cười sân khấu rồi này kia kia nọ thì mình còn biết được tới tụ điểm này tụ điểm nọ, tụ điểm 1-3, 1-3-5 hay là gặp năm quan chống đồng 1-2-6 mình coi. Còn bây giờ là coi như là hết rồi, cho nên là em muốn cho mọi người là gợi nhớ lại cái tấu hài của mình, với lại cho mọi người biết nhớ lại cho biết thêm về cái hài của hồi xưa của mình đó, đi diễn như thế nào, những nhóm hài nào, nhiều khi họ nhớ được mặt nhưng họ lại không nhớ tên. Còn hỏi vấn đề khác được không? Tự nhiên nói vấn đề này. Ủa thầy, mình làm về cái tấu hài này là năm bao nhiêu thầy? Tấu hài này thì khoảng năm bắt đầu á, mà phong trào mà lên á thì độ chừng khoảng năm đầu chào những thập niên 80. 80. Là những thập niên 80 rồi. Thì những người đầu tiên mà khởi xướng ra cái loại hình hài này là Bảo Quốc với lại Duy Phương. À, Duy Phương. Thì hai người mới rủ nhau lập thành một cái nhóm hài. Nhưng mà thật ra nếu mà nói mà hài mà theo như là cái dạng mà hai người nói á, mà diễn á, thì đã có trước năm 75. Dạ. Ngày xưa các kỳ cụ của mình như là Tùng Lâm nè, rồi bố Phi Toàn nè, rồi bố Thanh Hoài này kia nè, là đã làm cái việc đó trước năm 75. Dạ. Nhưng mà ngày xưa là dữ dội lắm chứ không phải như cái thời buổi sau này đâu. Có nghĩa chẳng hạn như bố Tùng Lâm á, là bố có nguyên một cái điểm riêng của bố, không có người nào khác hết nha. Dạ. Điểm riêng của bố, chỉ một tên bố thôi. Thì lúc đó anh nhớ anh còn nhỏ lắm, thì bố có một cái điểm riêng của bố là bánh bao cả cần ngay đầu đường Trương Quốc Dung với lại Nam Kỳ Khởi Nghĩa bây giờ. Dạ. Đó, đầu đường Trương Quốc Dung với lại Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đúng rồi, đâu có, khúc dưới này là Nguyễn Văn Chổi đó, Nguyễn Văn Chổi hay Nam Kỳ Khởi Nghĩa đó. Nguyễn Văn Chổi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa trên kia, Trương Quốc Dung là chỗ bánh bao cả cần mà nổi tiếng á, mà mọi người hay nói là bánh bao cả cần nổi tiếng là ngày xưa địa điểm chính là nằm ngay đó. Dạ. Là chỗ đó là riêng là của bố Tùng Lâm đảm nhiệm nguyên chương trình một đêm luôn. Hai là làm đại chương trình đại nhạc hội đó anh. Đúng rồi, nhưng mà một mình bố à, bố hát xong rồi bố kể chuyện xong rồi bố này kia một mình bố thôi. Là độc vào tấu. Những đúng rồi, cái đó mình nói là độc tấu.
vào những cái ngày như cuối tuần này kia gì đó, thứ bảy chủ nhật á, thì bố có thể kêu thêm một hai ca sĩ. Dạ. Hoặc là những người bạn của bố như là bố Phi Hoàng, bố Thông Hoài, bố Khả Năng đó, La Thoại Tân này kia, nhiều lắm, ngày xưa kinh khủng. Đó là cái điểm đầu tiên của Tố Hài mình anh. Không, không phải là điểm đầu tiên, có nghĩa là cái đó là điểm anh kể với em là cái điểm anh biết thôi. Dạ. Tại vì ngày xưa là nhà anh ngay đó, ngay nằm đã trong đường trước đó nữa. Dung. Đúng rồi. Còn trước đó nữa hả? Đúng rồi. Thì bây giờ á, không, bây giờ giới trẻ mình vẫn có thể lên YouTube á, xong rồi tìm mấy cái như là Năm Vua Hề Về Làng nè. Dạ. Rồi Tiếu Dương Hội nè, rồi này kia gì đó, là thấy cái đó mới là gọi đúng là cái gì ta, hơn cổ thụ nữa. Dạ, cây đa cái đề rồi. Đó, tổ đó, mấy ông đó là tổ rồi. Cây đa cái đề rồi. Rồi sau này thì vào những thập niên 80 thì mới có Bảo Quốc, Duy Phương, hai người kết hợp nhau làm. Làm thì cũng làm để diễn một hai kịch bản này kia thôi chứ cũng chưa mạnh. Dạ. Nhưng mà bắt đầu đỉnh điểm là bắt đầu khi mà Phước Sang tạo lập được cái sân khấu 135 Hai Bà Trưng á. Dạ. Đó. Là lúc đó Tấu Hài mới bắt đầu phát triển mạnh ở trong miền Nam mình vào thời điểm đó. Là thời điểm đó là vào khoảng năm cũng bắt đầu bước chân qua thập niên 90 đó. Wow. Thập niên của 90 là bắt đầu Tấu Hài kinh hồn. Anh ví dụ như mà Tấu Hài mà nam á là ba Bảo Quốc với ba Duy Phương. Ừ. Còn mà nữ thì ai là đầu tiên ha? Nữ hả? Theo anh thì nữ là ai đầu tiên? Không, tại vì thật ra nếu mà nói mà người này đầu tiên người kia đầu tiên thì anh không có nhớ đâu, tại vì anh thuộc dạng sau này mà. Có phải là cô Mỹ Chi không anh? Không, cô Mỹ Chi á, là cô Mỹ Chi là thuộc dạng mà là diễn viên hài nổi tiếng của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố của là truyền hình. Dạ. Đó thì khi mà hài rộ lên thì lúc đó anh còn trong quân đội. Dạ. Thì anh mới về, anh là thuộc sân sau để muộn. Thì khi anh về là đã có những nhóm hài này kia rồi. Đã có những nhóm hài kỳ cụ lúc đó là có những nhóm hài Kim Ngọc Quốc Hòa. Đó, má kỳ Ngọc, cụ đó. Má Kim Ngọc với chú Quốc Hòa. Đó mới là kỳ cụ đó. Thấy không? Còn Cu Chi thì lúc đó là nằm vào lĩnh vực khác. Dạ. Thời điểm đó Cu Chi chưa có ra nhóm hài đó. Mà cô Chi chủ yếu là tham gia cho đài truyền hình. Dạ. Ừ, tham gia các vở kịch trong đài truyền hình. Má Ngọc Giàu. Ừ, sau này thì là sau này không, Má Ngọc Giàu là ngày xưa là nổi tiếng bên cải lương. À, cải lương. Nổi tiếng đào. Đào mà gọi là đầu tiên á, mà theo như anh biết á, là ngày xưa là cũng là đào thương chứ bộ. Xong mới chuyển qua đào lộc. Dạ. Ừ, mới chuyển qua đầu độc, đầu lẳng. Mà cái nghề này thật ra là vậy. Không có ai mà dám nói là mình xuất phát từ cái hài á. Tại vì cái hài mình đâu có nhà trường nào dạy, đâu có bộ môn nào truyền dạy được cái hài. Họ chỉ dạy cho mình về kỹ thuật biểu diễn, có nghĩa là trở thành một người diễn viên. Dạ. Còn năng khiếu mình, có thể mình diễn hài được hay là mình diễn bi được thì lúc đó sau khi mình học và mình qua những cái trường lớp, hoặc là mình vào những cái vở kịch, hoặc là mình được đi thực tế trên những cái sân khấu rồi, thì mình mới tìm được cái thế mạnh của mình. Dạ. Ha, cũng giống như bây giờ phim cũng vậy. Không, có nhiều người họ nhận nhân vật này, họ nhận nhân vật kia, nhưng mà họ phải làm 2-3 phim thì họ mới phát hiện ra được rằng họ chuyên về cái loại vai này. Dạ. Loại nhân vật này. Đó. Nên là có những diễn viên hài nhưng xuất phát nền, xuất phát điểm cũng đều là một diễn viên sân khấu hoặc là một diễn viên cải lương. Nhưng như anh Hồng Tơ mình cậu Chính, cậu Chính Tơ, Phú Quý này kia gì đó, cậu chính là nổi tiếng bên cải lương trước rồi mới qua hề. Đúng rồi, nhưng mà ngày xưa đó là ba Bảo Trưng làm cải lương thì ai cũng mơ được đóng kép hết á. Dạ. Hiểu không? Nhưng mà nhiều lúc là đóng kép, xong rồi có một lúc nào đó tự phát hiện ra, ủa sao mình diễn mà ai cũng cười, rồi bắt đầu chuyển hướng.
Ủa là có theo theo em tìm hiểu á, là sao mà sau ba ba Bảo Quốc với lại ba Di Phương á, là tới ba Bảo Trung với lại cậu Chính Thành Tơ đúng không mình? À, không, bắt đầu rộ lên nhiều lắm chứ không có từng nhóm nữa. Dạ. Mà bắt đầu rộ lên cũng giống như là phong trào, có nghĩa là lúc đó là cái lúc khán giả đang thích cái loại hình đó và ai cũng làm cái loại hình đó nên bắt đầu rộ lên những nhóm. Dạ. Những nhóm thì lúc đó rộ lên nhiều nhóm lắm, nhiều lắm. Tại vì khi mà anh về anh học trường sân khấu xong rồi anh ra anh lập nhóm hài đầu tiên là nhóm hài Đêm Trắng á. Dạ, là em lúc nghe đó nói. Anh là một nhóm hài mà gọi là nhỏ nhất lúc đó, nhỏ tuổi đó. Nhỏ tuổi nghề, nhỏ tuổi đời, nhỏ tuổi nhất trong làng hài lúc đó. Tại vì lúc đó toàn là nhóm hài kinh khủng không à, đơn cử nha, lúc đó là Bảo Quốc không còn diễn Duy Phương nữa mà mỗi người thành một nhóm riêng rồi. Dạ. Thì có nhóm hài Bảo Quốc nè, nhóm hài Duy Phương nè, nhóm hài Phú Quý nè, nhóm hài Bảo, à cô Kiều Mai Lý lúc đó là diễn chung với lại chú Bảo Quốc. Dạ. Không? Rồi nhóm hài Kim Ngọc Quốc Hòa nè, nhóm hài Thanh Bạch Xuân Hương nè, nhóm hài Nguyễn Dương Thu Tuyết nè. Nguyễn Dương Thu Tuyết ở bên hải ngoại đó anh. Đúng rồi, nhưng mà Nguyễn Dương Thu Tuyết lúc đó là hoạt động bên mình. Dạ. chưa có qua đó, thấy không? Còn Hồng Dân, Lê Vũ Cầu nè. Trời ơi. À, rồi nhóm tuổi đôi mươi nè, mà nhóm tuổi đôi mươi là gồm ai? Nói ra cái nè, hết hồn nè. Nhóm tuổi đôi mươi lúc đó 6 cho đến 7 thành viên. 7 người luôn. Phước Sang, Hoàng Sơn, Nhật Cường, Thành Công, Phương Bình, Mai Dũng, Thanh Long Trẻ. Trời ơi, trời ơi, những trời người đó là chung một lớp á. Trời ơi. Bởi vậy ngày xưa khán giả họ đi coi tại sao hài lên? Tại vì một nhóm hài quá mạnh, toàn là hài mạnh không à, xứng đáng cái số tiền họ bỏ ra họ mua vé hàng đấy. Em còn nhớ hồi nhỏ em có đi coi là thầy Minh Nhí với thầy Vũ Châu đóng đấu hài. Cái đó là sau này. Sau nữa sau anh. Này có nghĩa là thời điểm sau này là thời điểm nó hình như là qua năm 2000 qua năm 2000 á thì mới bắt đầu xuất hiện, có nghĩa là mấy ông bà đó thì chuyên về kịch nhưng mà tại vì thấy tấu hài vui quá là mới lao vô chơi luôn, hiểu không? Thành công chơi luôn. Nghề tay trái thôi, tại vì lúc đó đó là trên anh một nhóm á, là nếu nói về tính về tuổi nghề á thì trên anh một nhóm á là có nhóm Tam Tấu Trẻ. Tam Tấu Trẻ là ai? Vũ Lộc, Hà Linh, Vũ Tâm. Vũ Tâm. Vũ Lộc là em của thầy Vũ Châu. Đúng rồi. Mất rồi anh, mất. Đúng rồi. À Vũ Lộc. Còn Vũ Tâm là em Vũ Nghĩa. Dạ dạ. Còn Hà Linh là con của cô Thanh Nga mình. Đó thì có nhóm hài Tam Tấu Trẻ. Thì về sau á mấy ông lớn á ổng mới thấy bên tấu hài vui quá, mỗi lần ổng không diễn kịch á là ổng lại theo kiểu tụm nhau lại để lập thành nhóm đặt tên là Tam Tấu Già. Tam Tấu Già. Ừ. Là gì anh? Là Hữu Châu, Hữu Nghĩa, Minh Nhí. Mỗi lần coi ba ông đó diễn cười chết luôn. Tại vì mấy ổng chỉ quẹo vô để mà vui chơi thôi. Dạ. Nên là hầu như là diễn tùy hứng. Diễn tùy hứng nhiều hơn là diễn theo kịch bản. Nhưng mà thời điểm đó coi mấy ổng cười chết á. Nhưng mà làm hề là giàu luôn anh. Thời đó đi tấu hài em tìm hiểu nữa. Có. Không có đâu. Giàu gì. Thật ra thời điểm đó cái đồng tiền bọn anh kiếm rất ít. Vậy ít anh? Ít lắm, không phải như bây giờ. Tại vì lúc đó ai cũng thích có cái việc làm và lúc đó mới thật sự người ta gọi là yêu cái nghề là cái lúc đó là chính xác nhất. Tại vì không ai nghĩ đến đồng tiền, ít lắm. Một đêm á, bọn anh chạy á, mà bọn em biết á, miền Nam của mình có một thời điểm mà lên đỉnh điểm là một đêm không dưới 50 tụ điểm hoạt động. 50 tụ điểm nha.
tính luôn các quán bar, 50 tụ điểm. Bao nhiêu nhóm hài anh? 39 nhóm. 39 nhóm hài, đó là đây là cái con số mà có một lần nào đó đến giờ anh không nhớ, nhưng lúc đó là anh có tính có bao nhiêu nhóm hài. Thì anh có nhớ là con số là lúc đó anh tính là 39 nhóm. Và 39 nhóm mạnh đó nha. 39 nhóm mạnh nha, chứ không tính sau này. Sau này bắt đầu từ năm 2010 đổ đi là bắt đầu là ra mấy trường hợp như là thí dụ như nhóm tuổi đôi mươi, thì từ 6 thành viên đó là qua tới năm 2010 này kia gì đó là trở thành 6 nhóm hài khác. 6 thành viên đó thành 6 nhóm hài riêng biệt. 6 nhóm hài khác. Rồi lúc đó là có những nhóm hài mà ngày xưa bọn anh gọi là nhóm hài tỉnh. Dạ. Có nghĩa là người ta chỉ diễn ở ngoài tỉnh thôi và sát nhập vô thành phố nữa. Trong thời điểm đó là như là có những nhóm hài mà mình biết á, mà họ vẫn giữ vững được cái chỗ đứng của họ trong trong Sài Gòn á, là Nam. Nhóm hài Bắc Hải, Khánh Nam, Vũ Thanh này kia đó. Sau này nhưng mà lên tới đỉnh điểm nha. Tới đỉnh điểm là có nghĩa là trước khi mà là tấu hài của mình á không còn làm được nữa là không dưới 70 nhóm hài. 70 nhóm hài. Không dưới 70 nhóm hài. Mà thời điểm đó vào những dịp lễ lộc hoặc ngày Tết là mỗi nhóm không bao giờ chạy dưới 13 show. Trời ơi. Không phải muốn chạy nhiều nha, mà bắt buộc phải chạy số lượng đó. Tại vì trong năm mình làm việc với người ta. Dạ. Nên là khi lễ lộc này kia mình đâu bỏ người ta được, mình phải có mặt cho người ta. Dạ. Nên đó là số lượng bắt buộc phải có mặt trong một đêm. Ghê chưa? Một đêm mà diễn 13 số. Vậy mà giờ Sài Gòn không còn một tụ điểm nào hoạt động. Rồi 70 nhóm hài đó đi về đâu? Không biết luôn. Không biết luôn. Anh cho em hỏi trong cái làng hài của mình mà gọi là vấn đề mà độc nhất luôn anh. Là gồm những ai anh? Độc nhất là chứ. Giống như là mình không giống như mình lên mình diễn độc nhất, giống như hồi xưa em nhớ đó, hề mập đồ đó anh, hề mập hề ốm đồ đó anh, độc đó. Không, cái đó không phải gọi là có nghĩa là vậy nè. Ngày xưa cha chú mình á, dạ, là phát triển cái nghề tự thân vận động, có nghĩa là bằng năng khiếu trời cho. Dạ. Và cộng thêm kinh nghiệm để chúng ta có được những cái mà gọi là người diễn viên mà đến giờ không ai thay thế được. Mà làm sao thay thế được? Tại vì họ là bản thân họ thì làm sao ai thay thế? Diễn như không diễn vậy đó. Rồi sau này là phần nhiều là nhờ sự đào tạo bài bản. Dạ. Rồi họ có tri thức, rồi họ có học hành trong nghề, nên là cái cách diễn của họ lại theo một cái trường phái khác nữa. Nên là nếu mà nói mà về ai lạ hay là không lạ thì phải nói đến vấn đề là không phải là cách diễn, mà phải nói là về loại hình và kịch bản. Ai tìm được một con đường đi riêng thì người đó là vậy đó. Cái nhóm hài trắng đen của mình thành lập từ năm nào anh? 89 rồi. Năm 1989. Ừ, 89 rồi. Lúc đó là anh làm trưởng nhóm với ai anh? Anh với lại Hoàng Tùng. Lúc đó có hai người à. À, Song Tấu. Ừ, Song Tấu. Cái đó là Song Tấu. Có nghĩa là thì lúc đó anh mới vào trường á. Năm đó là anh vào trường á. Dạ. Năm đó là anh vào trường á. 89 90 gì đó là anh vào trường. Anh vào trường là năm đầu tiên là anh đã lập nhóm hài đen trắng rồi. Anh lập nhóm hài đen trắng rồi. Rồi mình Song Tấu cho tới thời điểm nào là mình làm Tam Tấu anh.
Khi anh song tấu là qua một năm đầu, tại vì mình mới tiếp xúc với môi trường mà mình phải làm theo giống mọi người. Nhưng mà khi anh làm một năm rồi thì anh mới phát hiện ra rằng đúng thật cha chú mình và các anh chị mình giỏi quá, anh không có được cái duyên. Tại vì cái duyên hài nó ngộ lắm, em không phải là đẹp trai nhưng ít nhất nhìn khuôn mặt em phải dễ mến. Mà ông trời cha mẹ sinh anh ra nhìn cái mặt có dễ mến đâu, thì làm sao anh có duyên để làm hài. Nhưng mục tiêu của anh lúc đó tại sao làm, không làm lúc đó thì lấy cái gì để có tiền đóng tiền học? Đó là môi trường duy nhất lúc đó dễ kiếm tiền nhất. Có nghĩa là anh làm nghề để mà lấy cái đúng đó rồi, để đóng học phí để mình học tiếp cái đúng nghề rồi, diễn viên để mình tồn tại, hiểu không? Nhưng khi anh làm được một năm rồi thì anh cảm thấy rằng nếu mình muốn mà tồn tại được trong cái thời điểm đó, tại lúc đó nhóm hài mạnh nhiều quá, thì mình phải có riêng một cái của mình. Dạ. Không? Thì lúc đó thì anh mới kêu thêm một người nữ nữa. Dạ. Ai anh? Là Dân Anh, Đào Dân Anh. À, cái chị mà đóng ở trên sân khấu kịch Phú Nhuận đó. Đúng rồi, là hiện giờ đang làm bên sân khấu kịch Hồng Dân luôn á. Dạ. Thì anh mới kêu Dân Anh vô để hợp tác với bọn anh. Là lúc đó là nhóm hài Đen Trắng đầu làm về tiểu phẩm chứ không làm song tấu hài hước nữa. Hai người người ta gọi là song tấu hài hước. Dạ. Nhưng ba người thì người ta gọi là tiểu phẩm. Tiểu phẩm. Không, lúc đó người ta cũng chưa được gọi là tiểu phẩm đâu. Tại vì sao? Lúc đó người ta chỉ gọi là một vở hài. Tại vì có trên hai người, một vở hài. Như là nhóm Tuổi Đôi Mươi thời điểm đó đã 5-6 người rồi. Dạ. Thấy không? Nên là gọi là những cái vở hài. Nhưng mà khi mà anh tìm ra con đường đi, có nghĩa là anh muốn là hài, anh thứ nhất nó phải có nội dung, cái thứ hai nó phải có nhạc nền. Nhạc nền. Ờ, nó phải có nhạc nền. Và nói chung những cái điều đó thì không có xa lạ gì đối với những cái người học trong trường ra của bọn anh đó. Tại vì đó là những cái bọn anh học trong trường. Dạ. Nhưng mà lúc đó anh thắc mắc là tại sao mà trong trường diễn thì người ta cười nhiều, mà tại sao mình không đem mấy này ra để cho công chúng coi? Thì cũng có một hai người, kể cả thầy anh lúc đó là thầy Công Linh. Dạ. Cũng có một hai lần thử ngoài sân khấu hài nhưng mà hiệu quả là không được, nó không như mình mong muốn. Nhưng mà anh quyết tâm, anh làm cho bằng được cái đó. Nhưng mà cuối cùng là anh thành công. Nên là nếu mà nói mà anh đi tiên phong về cái loại hình hài thì cái đó thì nói cũng không đúng. Nhưng mà anh cũng là một người trong những người đầu tiên khởi xướng ra cái loại hình hài của ngày hôm nay. Dạ. Có nghĩa là có nội dung, tư tưởng, có chủ đề, có âm nhạc. Ha? Tại vì ngày xưa các nhóm hài lên sân khấu là có nguyên ban nhạc đứng đằng sau đánh mở màn, xong rồi ban nhạc xuống. Lát chừng nào sắp hết, ban nhạc lên đánh cuối cùng, xong rồi xuống là xong một tiếng một hài. Chứ không có nhạc, không có người chỉnh nhạc riêng. Thì anh là người đã khai phá được cái loại hình đó đầu tiên của cái sân khấu hài miền Nam mình. Dạ. Mà được hiệu quả và khán giả chấp nhận. Ủa vậy tại sao mình thành công ở cái nhóm hài Đen Trắng đó, nhưng mà cái lớp hè sau này em lên thì em lại không có nghe được nhóm hài Đen Trắng, mà là ví dụ em đi coi hài của anh đi thì em lại là nhóm hài Lê Quốc Nam anh. Không, tại lúc đó có một người bạn Đen Trắng của anh đó là bị bệnh. Dạ. Bị bệnh có nghĩa là sao ta nói làm sao ta. Cái đêm mà bọn anh được, em biết cái liên quan sân khấu hài lần 2, riêng nhóm hài anh hầu như là huy chương vàng, huy chương bạc, là lấy gần hết của người khác. Trời ơi, Đen Trắng mình cũng đã nổi tiếng vậy đó ha. Vậy mà sau khi mà lãnh giải xong là 2 ngày sau là người bạn diễn chung với anh á, anh Tùng bị bệnh, liệt một chỗ luôn. Trời. Nằm 12 năm trời. Rồi anh mới chết. Vậy, trong vòng 12 năm đó là anh làm gì? Anh nghỉ. Anh buồn, anh nghỉ. Anh nghỉ 4-5 năm á. Nghỉ 4-5 năm. Xong rồi nhiều người cũng kêu anh thôi đi làm lại đi, chứ tự nhiên thì anh mới làm lại.
Nhưng khi anh làm lại thì tất cả các tụ điểm đều yêu cầu anh là phải lấy cái tên nhóm là Đen Trắng để cho họ quảng cáo. Đúng rồi. Tại vì thời điểm đó Đen Trắng mạnh lắm. Đâu phải muốn có cái nem là có đâu. Thời điểm đó là đi ra đường là người ta rất thích nhóm hài Đen Trắng. Nhưng mà anh không chịu. Tại vì tên là anh đặt, dạ, nhóm là anh lập. Nhưng công sức để thành một cái Đen Trắng nhiều người biết là lúc nào anh cũng nghĩ có công người bạn diễn của anh là anh Tùng. Nên là bây giờ anh Tùng anh đang liệt như vậy là dứt khoát anh không chịu lấy tên Đen Trắng. Rồi anh mới làm lại từ đầu hết. Là anh lấy cái tên Lê Quốc Nam. Là anh lấy tên nhóm hài Lê Quốc Nam. Anh rồi cái khi mà mình trả lại cái tên Lê Quốc Nam đúng không? Để mình đi diễn thì cái partner của anh là ai anh? Khi anh trở lại thì người partner đầu tiên của anh là Vũ Thanh. Anh Vũ Thanh. Vũ Thanh. À không, Minh Béo. Minh Béo. Minh Béo. Minh Béo. Minh Béo xong rồi mới tới Vũ Thanh. Ủa? À không, Tư ếch trước. Hữu Thạch. Hữu Thạch. Anh Hữu Thạch. Hữu Thạch trước. Tại vì lúc đó là anh nhớ là anh lên Sân Khấu Hài chơi thì anh mới thấy Hữu Thạch nó giữ xe cho Sân Khấu Hài. Trời ơi. Giữ xe. Mà ai ra vô cũng chửi nó hết thì khô à. Ai chửi nó cũng kệ à. Xong anh thấy này tội quá, anh nói mày đi theo tao. Anh Hữu Thạch cả lương hay lắm. Hữu Thạch xong rồi mới tới Vũ Thanh. Vũ Thanh xong rồi mới tới Minh Béo. Minh Béo xong rồi mới tới Sơn Ốm. Lâm Thanh Sơn xong rồi tới tới ai nữa ta? Lâm Thanh Sơn xong rồi tới anh Vũ. Anh Vũ. Lâm Thanh Sơn xong rồi tới anh Vũ. Anh Vũ xong rồi mới tới Dũng Nhí. Hình như Dũng Nhí là hết rồi đúng không anh? Anh chuyển qua kịch rồi. Là anh không làm nữa. Mà khi mà bắt đầu nhóm hài ra nhiều quá đó, dạ, thì hầu như là các tụ điểm lại, tại họ kinh doanh mà, họ ham rẻ, nên là ai lập nhóm cũng được. Thật ra là không phải là mình ganh đua hoặc mình này cái gì, nhưng mà thật ra cái hài này á, chí ít phải có một thời gian kinh nghiệm thì mình mới rút ra được một cái gì đó để mình có thể làm cho những kịch mục của mình nó tốt hơn. Còn trong cái thời điểm đó thì hầu như sao ta, tùm lum hết á. Nên anh đã thấy hình như là loại hình hài này sẽ không còn tồn tại nữa. Không còn tồn tại nữa. Em có nghe nói là có khi hai nhóm hài mà chung một kịch bản luôn đúng không anh? Có không anh? Không. Không có. Tại vì ngày xưa đó là có những cái mà gọi là cho dù không có hợp đồng, không có này kia gì đó nói ra, nhưng mà ai cũng đi theo một cái quy luật ngầm. Có nghĩa là cái miếng đó của người đó diễn, của nhóm đó diễn là nhóm khác không được quyền diễn. Trừ ra có những nhóm diễn trong thành phố, rồi có những nhóm diễn ở tỉnh. Họ đi vô Sài Gòn, họ coi, họ lấy những miếng đó, họ ra tỉnh, họ diễn thì có. Còn đã trong thành phố, tại vì đụng nhau mà. Một đêm là chạy vòng là đụng nhau hết, nhóm nào cũng đụng mặt nhau hết. Nhiều khi không có nói chuyện được, tại vì phải chạy số. Nhưng mà ai diễn cái gì là tới tay nhau hết á. Với lại họ có một cái lòng tự trọng của riêng từng nhóm, không ai sử dụng trùng miếng của ai. Anh hiểu. Không có cái chuyện đó. Ủa rồi mùa dịch Covid vậy rồi thầy không đi diễn được, thầy ở nhà thầy làm cái gì? Thì cũng kiếm gì đó làm cho đỡ nhớ nghề. Làm những cái công việc dính dáng đến nghề. Em có nghe nói anh em nghệ sĩ nói thầy là có cái phòng thu.
có làm đủ đó, mà đâu phải làm cho mình đâu, làm cho dân chúng thôi. Ừ, để coi coi ai mà có cần gì đó mình hỗ trợ được, mình hỗ trợ chứ lười lắm. Trời đó, thì anh thấy đến giờ đó ai cũng làm kinh làm này kia, anh có làm đâu, anh làm không được. Với lại cái số anh là chỉ có làm mướn cho người khác chứ anh không làm được gì cho anh ấy. Lười. Ủa thầy, cái phòng thu của mình mô hình như thế nào thầy? Thì cũng bình thường thôi. Đi lên đây cho con. Đi. Mình tham quan cái phòng thu của ông thầy Lê Quốc Nam như thế nào nha mọi người. Thầy, trời ơi, cái phòng kìa. Quá đà. Đây, trong này là phòng thu. Vô em. Trời ơi, cái phòng thu kìa. Quá xuất sắc. Ủa Nam, thí dụ như mà mình thu một bài như vậy nè anh Nam, ừ, thì cái mức tiền nó sẽ là bao nhiêu anh? Nếu mà tính theo cái, tại vì phần nhiều ở những chỗ thu âm là họ tính tiền theo cái thiết bị. Thiết bị? Cái thiết bị, thí dụ như là thiết bị của họ cao cấp, tại vì thiết bị phòng thu nó nhiều loại lắm. Nhưng mà nếu thiết bị cao cấp thì họ sẽ tính ra tương ứng với lại cái số tiền mà họ thu lại được từ lợi nhuận của những người đến mà dịch vụ. Dạ. Hiểu không? Thì nếu như cái dàn này của anh á, và thiết bị này của anh á, thì phải từ 1.5 triệu cho đến 2.5 triệu một bài. Dạ. Vậy cũng có rẻ chứ đâu có mắc đâu anh. Đúng rồi. Nhưng mà tại vì bây giờ hầu như người ta mở phòng thu nhiều lắm. Có nhiều chỗ có 500.000 bài. À đúng rồi. 500.000 bài. Nên có nhiều người không hiểu. Họ chỉ nói, ủa tại sao thu bên này giá cao, bên kia giá thấp này kia gì đó. Nhưng thật ra hoàn toàn do thiết bị. Cũng giống như bây giờ mà đụng tới những cái phòng thu như là của Đàm Vĩnh Hưng hay này kia gì đó là không bao giờ dưới 10 triệu mà. Ôi trời ơi. Tùy theo cái thiết bị. Dạ. Thấy không? Quá đã, em đăng ký 10 bài nha. Thật ra thì anh không có kinh doanh. Dạ. Cái này là để anh làm, thứ nhất là để cho học trò. Cái thứ hai là những đứa em này kia mà nó muốn thu này kia gì đó. Có nhiều người hát rất hay mà họ không có điều kiện. À. Anh thì anh ghiền thiết bị. Nên thứ nhất là anh mua thiết bị để anh thỏa mãn được cái đam mê của anh. Cái thứ hai là để anh giúp được ai anh giúp. Quá đã. Nên là ngoài những cái như là đó, phòng thu thì anh còn có đây, dựng phim. Dựng phim. Trời đất ơi, bây giờ mà em thấy cái dàn này em ghiền ca quá. Anh Nam có thể nào mà ca cho em ca một bài được không anh Nam? Ca đi, nhưng mà tất cả những âm thanh của anh là nó đều vô chế độ thu hết. Dạ. Vô chế độ thu hết. Nên là em ca là chỉ có mình em nghe. Dạ. Mình em nghe, tại vì nhạc không có phát ra được. Trời, tại vì anh đang xài cái mic này là cái mic thu. Trời đất ơi. Thu trực tiếp. Vô đây em. Trời ơi, mới thấy luôn nè. Cái này đó hả anh? Đúng rồi, cái mic này là hầu như rất ít người xài. Tại vì nó thu đa hướng. Dạ. Nó thu đa hướng. Rồi. Đây, nghe đây, đang nghe nè, đang nghe nè. Đây anh. Ờ, đó. Dạ em ca ăn bài được không? Rồi, nhưng mà em phải tìm cái nhạc nào mà em muốn ca. Em tìm cái nhạc nào đi là nhạc nó sẽ vô đó. Đây. Đời luôn rồi cha lắm lúc như người tân đen, lúc thấy ta trượt chân hóa ra toàn tiện nhân. Tiền tiêu chẳng tiết lúc tôi không tiền tiêu, liêu siêu kim bạn ơi ngó qua bạn mẫn tiêu. Vui chơi găng bó khi đầy lo, xa cơ thân thế có còn ai. Bản thân chỉ đến lúc thấy ta giàu sang, đến lúc biết ta lầm than thân ai từ nãy lo. Trời ơi, cái thùng thu cũng hay quá tuyệt luôn đó thầy. Thấy không, nãy giờ thấy mày khen không nè. 10 bài nha, em là phải đăng ký 10 bài mới được. Rồi. Nay em cảm ơn thầy đã cho em biết thêm về cái nghệ thuật tấu hài của mình. Ừ. Dạ, xin phép thầy em đi về. Ừ. Covid mà ở đây lâu mất công. Rồi, nhưng mà dạ, nói gì nói nha. Dạ. Nha. Nãy giờ là xả vàng chút nha. Dạ. Ra đường phải đeo khẩu trang. Dạ. Mày cũng vậy nha. Nha, cẩn thận. Em cảm ơn thầy, thưa thầy em về. Rồi, ok.